chồng béo quá ngồi cho nắp bồn cầu bị sập sệch. Trước tiên hãy mở nắp, ấn giữ nút dưới cùng, lấy nắp bồn cầu ra. Sau khi tháo nắp sắt ra, bạn có thể thấy vòng đệm bị dịch chuyển ra khỏi vị trí, đặt lại vị trí ban đầu. Sau đó dùng tuốc nơ vít vặn chặt các vít rồi lắp lại như cũ, nắp bồn cầu lại trở về như mới.